Làm cách nào để unlock một chiếc iPhone biến nó từ máy lock trở thành máy quốc tế mà không cần tới ICCID? Đây sẽ là câu hỏi của rất nhiều bạn trong thời điểm mà iPhone lock đang cực kỳ hot trên thị trường dạo gần đây. Và không để các bạn phải chờ đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu quy trình fix lock một chiếc iPhone siêu đơn giản và cực kỳ nhanh gọn. Và các bạn cũng đừng quên là iPhone tại Vietablet luôn có giá bán siêu rẻ, 11 Pro Max giá chưa tới 10 triệu, 12 Pro Max giá chỉ tầm 15 triệu. Các dòng iPhone 11, iPhone 12 đều giảm giá rất sâu. Máy quốc tế cam kết nguyên zin 100%, bảo hành lên tới 1 năm, thay pin miễn phí trọn đời, bao 1 đổi 1, bao hoàn tiền 100% với mọi lý do. Đường link mua hàng mình sẽ để ở phần mô tả và phần bình luận. Đặc biệt là nếu muốn săn iPhone hoặc Samsung giá rẻ thì follow ngay kênh TikTok Vietablet.com và tham gia vào kênh Telegram Vietablet. Ở đó luôn luôn có máy giá rẻ mỗi ngày. Trên tay mình đây đang là chiếc iPhone X Max Lock. Ở đây đang có sẵn một ô thông báo là SIM bị khóa. Con này là máy lock các bạn nha. Bước đầu tiên các bạn phải xác định chiếc iPhone này là bản Mỹ hay bản Nhật. Các bạn vào phần cài đặt, chọn cài đặt chung, chọn giới thiệu. Ở ô số máy nó ghi LLA tức là mã Mỹ, còn nếu như nó ghi ZA tức là mã Nhật. Sau khi đã biết được đó là mã nào thì bước tiếp theo sẽ là kiểm tra xem chiếc iPhone đó bị lock bởi nhà mạng nào. Ví dụ như mà Mỹ sẽ có 3 nhà mạng phổ biến, đó là Sprint, AT&T và T-Mobile. Ở đây mình đang có 3 đường link của từng nhà mạng. Các bạn sẽ phải bấm vào từng đường link, sau đó gõ số email của chiếc iPhone đó. Nếu như đường link nào làm nó hiện lên được dòng chữ màu xanh này thì chiếc iPhone lock đó là của nhà mạng đó. Ví dụ bây giờ mình sẽ chọn đường link của nhà mạng T-Mobile, gõ số email vào, bấm check, dòng chữ màu xanh hiện ra. Như vậy chiếc iPhone X Max này bị lock bởi nhà mạng T-Mobile. Còn nếu như nó hiện dòng chữ màu đỏ thì các bạn sẽ phải thử với hai đường link kia, chừng nào nó hiện màu xanh mới là đúng. Còn nếu như chiếc iPhone đó là mã ZA tức là mã Nhật thì các bạn sẽ không cần phải kiểm tra nhà mạng, chừng nào con iPhone là mã Mỹ mới cần phải kiểm tra. Bây giờ các bạn sẽ cần phải chuẩn bị một cái SIM, một cái SIM ghép và một cái que chọc SIM. Cái SIM ghép này nếu như chưa có bạn sẽ phải đi mua, giá của nó là 200k. Tiếp tục lấy khe SIM ra, trên khe SIM sẽ có hình dạng tương tự với cái SIM ghép và các bạn chỉ việc lắp nó vào sao cho đúng khớp là được. Tiếp tục gắn SIM của bạn vào. Xong xuôi rồi thì gấp lại rồi cho vào máy. Các bạn đợi một chút. Nó sẽ hiện lên một cái bảng đen giống như thế này. Sau đó các bạn chọn vào ô 4G, 5G Unlock. Bây giờ sẽ bấm vào nhà mạng của chiếc máy mà hồi nãy các bạn vừa tìm được. Như vậy là xong. Để mình test lại SIM sống cho các bạn xem thử nha. Ok, máy đã nghe gọi ngon lành, rất đơn giản, các bạn hoàn toàn có thể làm tại nhà. Nhưng tốt nhất là hãy mang ra cửa hàng Vietablet, nhân viên sẽ hỗ trợ miễn phí cho các bạn. Và mình có lời khuyên là nếu như có thể các bạn hãy tìm mua một chiếc máy quốc tế để có những trải nghiệm tốt nhất. Bây giờ iPhone quốc tế giá cũng khá rẻ, ví dụ như con iPhone X Max Lock này giá đã gần 5 triệu, trong khi đó máy quốc tế chỉ có 7 triệu, quá là rẻ. Các bạn hãy cố gắng tìm một chiếc máy quốc tế để xài nha. Có câu hỏi nào các bạn hãy để lại bình luận bên dưới, tụi mình sẽ trả lời ngay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.